Thưa quý vị, lực lượng an ninh Pakistan bắt giữ một nghi can dính líu tới vụ tấn công em Malala tính từ Pakistan. Hôm thứ Tư, cơ quan an ninh chính phủ Pakistan thông báo đã bắt giữ một nghi can Ataullah Khan, 23 tuổi, đang cư ngụ tại quận Swat, có thể là nghi can chính tấn công bé Malala. Cơ quan hữu trách đang khám xét nhà của nghi can Khan, hy vọng tìm ra thêm bằng chứng. Ullah Khan đang theo học bằng Master về hóa học. Theo tin tức từ cơ quan an ninh chính phủ Pakistan, lực lượng khủng bố và phá hoại Taliban đang xâm nhập và hiện diện tại thung lũng Swat phía tây bắc Pakistan, nơi anh Ullah Khan đang cư trú. Có hơn 6 nghi can khác bị cơ quan an ninh bắt giữ và thẩm vấn. Cảnh sát địa phương tại Swat thông báo cũng đã bắt giữ người bạn gái vừa mới đính hôn, mẹ ruột và các anh trai của nghi can Khan để điều tra, mặc dù là không có sự liên hệ hoặc dính líu nào tới cuộc tấn công em Malala. Cơ quan an ninh chính phủ vẫn chưa rõ ràng Khan chính là kẻ chủ mưu hay đồng phạm khác, nhưng nhiều nguồn tin điều tra vừa được tiết lộ, nhiều phần trăm nghi can Khan dính líu tới đường dây tổ chức ám sát Malala. Tại bệnh viện Birmingham, quốc gia Anh quốc, Malala đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm tính mạng và trở thành biểu tượng của sự can đảm trên thế giới. Bác sĩ Brosser nói rằng em Malala đã hoàn toàn bình phục và sẽ không bao lâu nữa, em Malala sẽ nói lại được. Em bị một viên đạn bắn trúng vào cổ và ảnh hưởng đôi chút đến các thành khí quản.